Chạy dây chưa? Yeah. Để em vào anh thử xem hai hình ổn nhé nhé. Đây, ví dụ đứng ở đây trao hoặc là ngồi, cả hai hình được chưa? Cả máy bên kia được chưa? Rồi rồi, vào nhỉ. À, gọi vợ ra. Mày nè, tôi. Thôi là sân rồi. Sơn bên này chuẩn rồi. Ơ, các con chạy đâu hết rồi? Mua tờ tả. Ngồi hay đứng nhỉ? Rồi, tạm ngồi đấy, tạm ngồi xuống. Bây giờ thì rồi, anh Sơn vào đi, anh Sơn vào. Vào ngồi kìa. Anh Sơn ngồi, ngồi ghế kìa. Không không, anh Sơn ngồi đó. Anh ngồi có chống được không? Không cần ngồi. À, rồi rồi, anh ngồi tạm đấy. Đấy. À, cả nhà thân mến, hôm nay A Páo và anh A Xính cùng đi vào nhà em Mỹ và Và để trao những món quà kết nối yêu thương đến từ chị gì nhỉ? Kim Oanh. Chị Kim Oanh. Chị Kim Oanh có gửi những đồ áo ấm và bạn của A Páo, nhưng mà hiện tại bạn của A Páo cũng có một túi đồ rất nhiều, nhưng mà A Páo chỉ chọn lọc ra một những đồ áo rất là đẹp. Hôm nay vội quá nhỉ, mang được một số đồ thôi. Nhưng trước hết là A Páo sẽ gửi món quà đặc biệt đến từ bác Đỗ Văn Minh, đến từ Hưng Yên. Bác có gửi cho Và và Mỹ là 700.000 đồng. Đây, 700 nhé, 700.000 đồng. Và nhận nhé. Vợ nhận hay là Và nhận? À, gửi cho Mỹ nha. Mỹ nhé. So sinh Mỹ nó là Mỹ hoa Và mà so sinh bác Đỗ Văn Minh ở không biết nói. À, không biết nói tiếng phổ thông rồi nhỉ. Tôi bác Đỗ Văn Minh thông cảm nhé, bởi vì là chỉ biết là nói từ là so sinh thôi. Ở Hải so sinh. Ờ, so sinh. Cả nhà bởi vì vợ chồng ở cái vùng hẻo lánh xa xôi, heo hút ở trong bản Mông, cho nên chỉ biết là sau sinh là cảm ơn thôi. Thì sau sinh là cảm ơn rồi. Và đây là những món quà đến từ bạn của anh A Xính này. Đây là một túi đồ rất to này. Đấy. Còn bên là của bạn A Páo. Túi đồ này là của em Kim Oanh. Túi đồ của anh A Xính là em Kim Oanh gửi lên cho anh A Xính để đi tặng cho gia đình. Đây là áo ạ. Áo này rất đẹp, rất ấm, mặc cho cún luôn nhỉ. Cún tên gì quên rồi. Nhỏ bé thế. Tôi nghĩ tên Trở. Đây đây, mặc luôn này. Tên là Trở. Trở à. Đấy. À, cầm tiền đi. Không cho trẻ con cầm tiền đi. Cầm đi không có teaser. Nào. Chú mặc cho con nhé. Mặc đáng yêu à. Các con đi chơi bà hết rồi đấy. Áo này vừa đấy. Rồi. Chọn mãi mới được là cái áo bé bé này để cho mi xài nhỉ. Mi xài đúng không? Mi xài mặc. Đấy. Mặc ấm luôn nhá, cái này ấm mà. Đây rồi. Ồ, cái này rơi mất một quả rồi. À không sao. Rồi, đấy mi xài mặc rất đẹp này cả nhà này. Rồi, đây mũ dành cho Mỹ nha. À đấy, đội hôm trước là mũ kia hơi già thôi, đội mũ này thì nó ấm hơn, nó đẹp hơn. À đấy, anh lấy áo khoác cho Và đi, áo khoác đen đấy. Đây còn những áo rất đẹp này cả nhà ơi. Đây áo khoác này dành cho Mitu ấy. Có 22 nhỉ? 22 này. Đấy. 22 này. Đây. Ba cái áo 22 nhá. Mua ít thì mình xài, ít thì mình xài. Đây. Cả nhà ơi, ba cái áo rất đẹp luôn này. Đấy. Ba cái áo này rất đẹp này. Và cầm này, một cái này. Hai cái xanh này. Rất đẹp, rất mới luôn. Mấy cái này rất đẹp cả nhà ơi. Rất mới đấy, rất đẹp luôn. Đây một cái nữa. Đây chị,
cái ba lô bé xinh này dành cho mình xài đấy, đựng đồ ấy. Ba lô rất đẹp này, rất đáng yêu. Đấy, cho mi xài đựng đồ ấy. Rồi và cất áo xong mặc thử nhá, để quay nè, quay nè. Ôi cả nhà ơi, đây đã tặng đồ cho. Phủ nè, lướt nhưng mà phủ nè. Phủ nè. Rất đẹp đấy. Đẹp không? Rất ấm ấy. Kéo khóa vào. Kéo khóa vào. Kéo khóa này vào này. Kéo khóa này mới. Đấy vừa luôn nhỉ. Phủ quá nhỉ. Rồi. Ấm luôn rồi. Kiếm là để mấy áp áo kiếm khăn cho nữa là được. Ấm ấm. Ấm nhỉ. Rất vui ở nhà nhé. Đấy ở dưới là quần đỏ này. Rất thanh niên luôn, phần tím, phần đỏ phần tím này. Đi ra tổ ong để mấy nữa kiếm đôi giày nữa, kiếm đôi giày đi cho ấm. Đây, mi xài đây, mi xài mặc áo của các bác gửi tặng lên rất đẹp nhá. Có mũ len nữa đội vào nữa nhá, mũ len hôm nọ tặng ấy, có mấy cái mà tặng mũ len rồi. Đấy, độ này cho ấm này. Con. Đấy, đấy, đáng yêu chưa? Rồi. Đáng yêu nhá. Con nhỉ nó lên con. Ai cả nhà ạ, báo về. Cả nhà xin đã tặng món quà rất là đặc biệt. Bây giờ có cái áo nữa này cho Mỹ này. Mỹ mặc đi xem là chắc là vừa đấy. Đấy, hai mẹ con. Mặc luôn cho ấm. Thử mặc xem nào. Đấy, ấm luôn này. Úi dồi, đấy. Phủ thì phủ. Rất là vừa. Rất là vừa, vừa rồi. Nè, anh em mình chọn lựa là hầu như là vừa. Không phải vừa thì mình mới mang đi. Hợp phù hợp với em. Món quà ấy. Món len. Đây là... Chẳng nói này, trong dầu na cho chỉ... Đây là mọ, đây là áo dành cho mi xài này. Mi xài này, rất ấm này, đẹp này. Rất ấm luôn này. Ấm quá. À, báo sờ vào cũng thấy ấm này. Toàn lông thôi. Đấy. Mi xài mặc vừa, mi tu mặc vừa nhỉ. Cái này mi tu nhỉ. Cái này á. Này mi xài. Mi xài à? À mi xài mặc. Tu là con trai. Mi xài con gái thôi. Nhưng mi xài mặc vừa không? Không. Ở trong một năm nữa là vừa mà nhỉ. Đấy còn rất nhiều đồ áo này. Đấy dành cho Mỹ, Mỹ mặc vừa. Áo khoang này dành cho Mỹ này. Rất miệng. À cho pò, cho pò nhỉ. Cho pò có vừa không? Pò thì vào không có cái nào. À áo len này. Ở đây có rất nhiều áo len nhá. Đây có rất nhiều áo len này. Cứ để đây sau hai vợ chồng khắc chọn đấy. Đấy. Còn rất nhiều áo len này. Rồi. Ở đây nữa nhá. Đây đây cả hai túi này. Rồi. Cả nhà còn rất nhiều đồ áo thì thoải mái cho hai vợ chồng mặc bây giờ đến Tết. Yên tâm nhé. À, anh xinh với anh với áp áo chào với anh nhỉ. À, chào phía bên anh trước đi. À cả nhà thân mến, áp áo và anh xinh và đã cả nhà thân mến, áp áo và anh A Sính đã trao món quà đặc biệt đến từ các mạnh thường quân đã gửi tới cho anh A Sính và áp áo. Và bác Đỗ Văn Minh đã có một chút nho nhỏ gửi tới cho gia đình. Và áp áo và anh A Sính xin phép đã được khép lại video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi và đồng hành cùng áp áo. Và để giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn ở trong bản làng của người Mông, áp áo xin chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ngũ Sai Lò Xa Sai chào cả nhà. Chào và Mỉ nhá. Rồi, Mỉ và vẫy tay chào cả nhà cái nào. Đấy. Rồi, đây, vẫy bên này. Đây, vẫy bên này. Xa xê. Ngũ Sai Lò Sai. Đấy. Rồi, chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà nhá. Cảm ơn cô Kim Oanh. Cũng như là các mạnh thường quân. Cảm ơn cô Kim Oanh đã có món quà đặc biệt đến từ miền xuôi gửi lên miền ngược.
đã gửi tới cho vợ chồng và Mỹ. Rất là vừa luôn, mặc rất là ấm luôn này. Và những cái áo rất là ấm luôn, yên tâm. Và mặc vừa luôn. Cảm ơn cô Kim Anh rất là nhiều. Anh nhà Sính rất là xúc động và hôm nay là đi trao luôn. Và A Páo cũng đi cùng và A Páo cũng có những món quà riêng của A Páo để gửi tới cho gia đình luôn. Ôi, chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, cảm ơn cả nhà.